Chào mừng các bạn đến với chương trình tổ chức Trung Thu theo phiên bản trên Zoom. Và theo quy định của cái tổ chức các cái sự kiện trên Zoom, đầu tiên chúng ta sẽ ăn mặc thật lịch sự, quần đùi cũng được nhá. Và tuyệt đối không được cởi trần. Đấy, không được cởi trần. Và mặc áo ba lỗ. Có em nào mặc áo ba lỗ không? Cái thứ hai đó chính là vui lòng bật cam trong quá trình tổ chức sự kiện. Đấy. Khách mời Xuân Mai chưa bật cam. Rồi. Xuân ok. Ok, trang phục của Xuân Mai đúng rồi ấy. Còn mẹ thì bật cam lên ạ. Mẹ đang nhắn được, mẹ cứ nhắn đi. Mẹ đang nhắn với mọi người để vào cùng tổ chức anh tôi ạ. Nên là mẹ rồi, trong lúc chờ đợi mẹ bật cam thì chúng ta sẽ nhắc đến quy định số 3. Quy định số 3 đó chính là không được ăn uống trong khi tổ chức sự kiện. Khi nào tổ chức sự kiện xong thì mới được ăn hoặc là uống cũng được. Trừ nước lọc nha, trừ nước lọc. Đấy, trừ nước lọc. Cô có thấy nước lọc đâu ta? Ok. Trừ nước lọc. Để cảm thấy mà giải khát ý. Quy định thứ tư đó chính là vui lòng trong cam thì chúng ta phải ngồi nghiêm túc. Trừ trường hợp cần thiết như là nếu mà ai bảo đi vệ sinh thì báo với anh. Còn ai bảo lên làm việc cá nhân thì báo với anh. Và thời gian là 5 phút để giải quyết cái công việc cá nhân của mọi người. Đấy, đây là quy định thứ tư. Quy định cuối cùng của chúng ta là hãy tổ chức một cách vui vẻ và đàng hoàng. Đấy, có nghĩa là như vậy. Đấy. Rồi, để tránh mất thời gian cho cuộc tổ chức này thì chúng ta sẽ đến với phần thứ hai, đó chính là phần thuyết trình. Chào mừng mọi người đã đến với buổi Tết Trung Thu năm nay. Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức rất đặc biệt vì do tình hình dịch bệnh nên chúng ta sẽ không thể nào mà tổ chức trực tiếp được. Chúng ta sẽ tổ chức theo hình thức online. Và trong buổi Trung Thu hôm nay thì sẽ gồm có 3 phần. Mọi người đã thấy hình của con chia sẻ chưa ạ? Nhìn thấy rồi ạ. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi Tết Trung Thu ngay lập tức. Sẽ bật một chút nhạc lên. Tết Trung Thu hôm nay sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là nguồn gốc của Tết Trung Thu. Phần thứ hai là ý nghĩa của Tết Trung Thu. Phần thứ ba là hoạt động của ngày Tết Trung Thu. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần thứ nhất, đó chính là nguồn gốc của Tết Trung Thu. Khi nói tới Tết Trung Thu, nhiều người vẫn thường nghĩ đây là ngày Tết có nguồn gốc từ Trung Hoa. Chúng ta không thể phủ nhận rằng phong tục vui Tết Trung Thu ở hai nước có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, điển tích về Tết Trung Thu ở hai nước ta và Trung Quốc có sự khác nhau. Chúng ta sẽ sang phần thứ hai, đó chính là ý nghĩa của Tết Trung Thu. Ngày Tết Trung Thu ở Việt Nam đã có từ rất lâu đời và theo lịch sử ghi chép lại thì đây là dịp mà vua Lý chọn làm ngày tạ ơn thần rồng. Bởi lẽ theo quan niệm dân gian thì chính nhờ thần rồng mà vụ mùa của dân chúng được bội thu, mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Chúng ta sẽ tìm hiểu một số hoạt động ở phần số 3 của Tết Trung Thu. Mọi người cùng chú ý lên màn hình và xem bức tranh. Có ai biết bức tranh trên màn hình là hoạt động gì không ạ? Nếu ai biết thì mời ấn biểu tượng giơ tay ạ. Có ai có ý kiến thì ấn biểu tượng giơ tay.
Cháu mời chú Nam ạ. Cháu chưa nghe thấy chú nói gì ạ. Mẹ ơi, mẹ có nghe tiếng chú Nam nói không? Không, chú đừng đi chú mà. Ừ, có phải hình ảnh Lâm không? Vâng ạ. Lâm. Cảm ơn. Chúng ta cùng sẽ theo dõi trên màn hình để xem cùng xem đáp án. Chúc mừng chú Nam đã trả lời đúng câu hỏi. Chúng ta sẽ sang tranh tiếp theo. Mọi người quan sát lên trên màn hình. Có ai biết bức tranh trên màn hình là hoạt động gì không ạ? Mời anh chị Thành Nhân ạ. Đây là rước đèn. Rước đèn. Đáp án của anh Nhân là rước đèn. Chúng ta cùng xem đáp án. Chúc mừng anh Nhân đã trả lời đúng câu hỏi, đó chính là rước đèn. Chúng ta cùng theo dõi đến bức tranh số 3. Có ai biết đây là bức tranh gì không ạ? Mời đáp án của đầu cầu Kim Ngưu. Bức tranh thể hiện hoạt động là gỗ ạ. Con này nó thủ sẵn con dao à? Nó nói gì đấy? Bởi vì con là có cái nhạc không nghe thấy. Nó nói là gì? Miu có thể trả lời lại không ạ? Hoạt động trong bức tranh là gỗ ạ. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mời đáp án. Chúc mừng Miu đã trả lời được câu hỏi. Tất cả những câu hỏi trên này thì rất là dễ, thế nên là mọi người sẽ họ trả lời rất là nhanh. Chúng ta sẽ xem một số hình ảnh về hình ảnh về mâm cỗ của ngày Tết Trung Thu. Đây, đây là những bức ảnh về một số bức ảnh về mâm cỗ của Tết Trung Thu. Đã xong phần thuyết trình của em. Mời anh Nhân tiếp tục dẫn chương trình. Em sẽ trả trường quay lại về cho đầu cầu Khắc Nhu Thành Nhân. Rồi, như vậy là chúng ta đã vừa nghe đầu cầu Khắc Nhu của chúng ta về phần thuyết trình Trung Thu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đầu cầu của Tôn Đức Thắng với phần rất là hay, rất là hấp dẫn, đó chính là đố vui Trung Thu. Ok, bây giờ bắt đầu lại nhá, chú anh nhá. Câu đầu tiên, Tết Trung Thu có nguồn gốc từ quốc gia nào? A. Trung Quốc. B. Hàn Quốc. C. Nhật Bản. Vẫn là cụ tổ quay tâm. Rồi, câu đầu tiên của cụ tổ quay tâm. Quần từ nước láng giềng Tung Bùa. Rồi câu trả lời rất chính xác. Hai, loại bánh nào thường có mặt trong Tết Trung Thu của các gia đình? A. Bánh nướng. B. Bánh dẻo. C. Cả A và B đều đúng. Cháu sẽ nhường câu trả lời cho bác. Bị một bệnh nghe khá tốt nhưng mà không tốt chút nào. Dứt bao liềm ạ? Câu 2, loại bánh nào thường có mặt Tết Trung Thu? Và cả câu C, cả A và B đều đúng. Vâng, bác trả lời đã chính xác rồi ạ. Hiểu. Rồi, câu hỏi thứ 3, loại đồ chơi nào phổ biến nhất Tết Trung Thu tại Việt Nam? A. Mặt nạ. B. Đèn sao. C. Cả A và B đều đúng.
câu trả lời sẽ dành cho người lùn có cái chiêu bóc cổ. Lùn bóc cổ á? Người lùn bóc cổ? Người lùn bóc cổ. Câu trả lời sẽ dành cho người tự ái. Tôi không trả lời nữa, mời người khác đi. Vâng, vậy nào. Câu trả lời của tôi là đáp án C, cả A và B đều đúng ạ. Thằng bác đã trả lời rất đúng rồi ạ. Được rồi. Câu hỏi thứ tư, người Việt thường tổ chức hoạt động gì trong Tết Trung Thu? A. Múa rối nước. B. Hát quạt thọ. C. Múa lân. Được rồi, xin mời người lùn bóc cổ. Tôi chọn câu C. Được rồi, người lùn bóc cổ sẽ trả lời chính xác. Được rồi, câu hỏi thứ năm, trong tối Trung Thu ngoài thực nguyệt, dân gian hay tổ chức chi gì? Câu hỏi này sẽ dành cho Bác Việt đi. Ngoẹt 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 Bác Việt. Cho bác nghe lại câu hỏi phải một cái. Câu hỏi là trong tối Trung Thu ngoài chuồng nguyệt, dân gian hay tổ chức thi gì ạ? A. Thi cỗ. B. Thi đèn. C. Cả A và B đều được. Thi uống rượu. À quên. Cả A, B đều đúng. Vâng, bác trả lời đã chính xác rồi ạ. Câu 6, thông điệp 5K không có gì? A. Khẩu trang. B. Ăn khử khuẩn. C. Không rửa tay. D. Khai áo bị chặt. E. Báo y tế. E. Không tụ tập. F. Khoảng cách. Câu trả lời dễ dành cho Bác Nguyễn Nam ạ. Xin trả lời là đáp án C, không rửa tay ạ. Bác trả lời rất chính xác. Câu hỏi sau sẽ dành cho khách mời Xuân Mai nhé. Ok. Rồi. Câu hỏi thứ 7, Covid-19 bắt đầu từ năm nào? A. 2020. B. 2021. Và C. 2020. Em trả lời là khách mời Xuân Mai đã trả lời rất chính xác. Tám. Ca mắc Covid đầu tiên trên thế giới được ghi nhận ở đâu? A. Nga. B. Trung Quốc. C. Mỹ. Câu hỏi này tôi sẽ dành cho The God of King. Vì thần người kinh. Cho em là thần kinh. Anh đã nghe thấy câu trả lời chưa? Chưa. Nhưng vẫn tăng mic mà. Sao tôi lại đi trả lời nhân chữ? Không nghe thấy. Được rồi, thuật không cần chỉnh. Nhưng mà về sau có lẽ sẽ cần chỉnh. Virus corona có một các cơ quan nào? A. Là một cơ quan chúng ta không thể thiếu trong cơ thể con người. Phổi. B. Cũng là một cơ quan không thể thiếu trong cơ thể con người. Tim. Và C. Vẫn là một cơ quan không thể thiếu, dạ dày.
câu hỏi này sẽ dành cho bác tốt. Bác bị bệnh tốt. Bác bị bệnh tốt là bác nào? Good. Bệnh tốt là bệnh good. Ok. Câu trả lời của tôi là cô mê phổi. Rồi. Bác trả lời rất tốt như căn bệnh của bác. Virus corona còn có những tên gì? Là cái tổ nữa. Câu này tôi sẽ cho một người làm nghề nhà giáo. Corona. Corona gì? Cho tí pro. Được rồi, xin mời tí núp. Tí núp trả lời đi. I don't know. Không biết vẫn trả lời. Trả lời đại đi. Đại đi. Cái này là câu hỏi trắc nghiệm hay là cái gì đấy? Không có đáp án. À, tự luận nhầm. Covid-19. Đáp án của tính là Covid-19. Được rồi. Thì mình hơi thiếu chút. Câu trả lời sẽ lại dành cho bác Nam Nguyễn. Không, Nguyễn Nam. Con xin trả lời là Corona còn có những tên là Covid-19 hoặc là SARS-CoV-2. Đúng không ạ? Bác trả lời rất khác nhau mà vẫn hơi thiếu. Thiếu à? Ai là gì? Bác vịt ạ. Câu hỏi sau dành cho anh Nhân nhá. Rồi, anh xin trả lời là Covid-19, SARS-CoV-2, nCoV và tên gọi như ở trên tiêu đề là Corona. Anh trả lời cực kỳ chính xác và không cần chỉnh. Chỉ qua là nCoV. Anh biết không biết thế sao còn có tên nào không? Em hỏi lại giờ xem nào. Được rồi. Dạ. Em hỏi lại câu em vừa nói nào. Câu hỏi thứ 11, núi nào mà bị chặt ra từng khúc? Núi nào bị chặt ra từng khúc á? Chặt ra từng khúc. Câu này không có trong file nhỉ? Sẽ một lần nữa cháu chọn bác tốt ạ. Có thể gợi ý được không nhỉ? Đây là câu hỏi mèo. Cô trả lời được không? Có à? Nhờ tay như này. Đâu? Câu trả lời là ngôi sao Sơn. Nhường câu trả lời trong rất chính xác ạ. Cô Hạnh. Vâng. Xin mời cô Hạnh trả lời. Núi Thái Sơn. Vâng, đúng rồi ạ. Quá chuẩn luôn. Câu hỏi thứ 12, có một tàu điện đi về hướng Nam, gió hướng Tây Bắc, vậy khói từ con tàu sẽ theo hướng nào? Tôi. Bây giờ phải giơ tay lên cả, giống như tấm ấy. Em có giơ thêm. Không giơ thêm cả tay này. Xin mời người lùi bóp cổ. Đáp án của tôi là tàu thì làm gì có khói. Chào Kiên Cò nhé. Kiên Cò nhé. Tàu gì làm gì có khói. Tàu gì không có khói. Câu trả lời. Đề nghị Văn Liêm tắt mic để cho Trịnh Mai Khanh trả lời. Rồi câu hỏi thứ 13, có 3 quả táo trên bàn và bạn lấy 3 quả hỏi. Vâng.
có 3 quả táo trên bàn và bạn lấy đi 2 quả. Hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo? Chúng ta mời khách mời đi, mời Xuân Mai đi. À mời Kiên đi, Kiên. Cháu xin mời cô Mỹ Hạnh ạ. Ơ kìa. Đang dơ gì ạ? Cô đang dơ đấy ạ? Đâu đâu? Tại cô không bỏ tay xuống. À cô đâu, từ bên đấy cô chưa hạ. Hạ nào đi ạ? Bấm lại ở bên đấy ạ. Gặp mặt đây là đi ra hỏi đấy. Là hàng đấy. Xui người khác. Mời Kiên đi. Nghe rồi. Xin gọi khách mời Kiến. Kiên. Kiên đâu rồi? Em. Bạn Kiên đâu rồi? Kiên chưa bật mic và cũng chưa bật cam. Đề nghị Kiên ơi, Kiên bao nhiêu đâu rồi? Kiên ơi, mà. Gì ạ? Đấy, một bạn chưa trả lời đi. Kiên có thấy hình đâu? Hình không có mic. Kiên trả lời đi, không bật cam cũng được. Tí. Có 3 quả táo trên bàn và bạn lấy đi 2 quả. Hỏi bạn có bao nhiêu quả táo? Vẫn là 3 quả. Vẫn là 5 quả. Giữa tay cũng được trả lời nhé. Dạ, thế có gì, xin lỗi. Rồi, Kiên không thể nói gì nhỉ? Có mic đâu mà nói. Alo Kiên. Ừ, con trả lời đi. Kiên vẫn. Có 3 quả táo mà lấy 2 quả thì còn mấy quả đây? Còn quả thì hách não của Kiên đây. Không, cho bác trả lời được không? Ok ạ. Đấy, cứ vào ra được. Ngon quả này hả? 86, 4 cặp. Bởi vì bác đã lấy 2 quả thì ngu gì bác không nhặt thêm quả. Hai hack cái tí. Hai hack cái tí à? Sao tí có ước mơ làm hacker rồi? Bé tí là hacker. Mà Liêm chậm hơn. Được rồi, xin mời hai hacker xem ai thông minh hơn học sinh lớp 6. Mời hacker tí. Xin mời hai hacker cộng lại là ai thông minh hơn. Vậy bùn bùn đằng đằng vừa mau à? Trời. Mà xin nhắc lại câu hỏi đi ạ. Có 3 quả táo trên bàn và bạn lấy đi 2 quả. Hỏi bạn có bao nhiêu quả táo ạ? Đây, kiến thủ 3 quả táo trên bàn. Còn 2 quả, tí sai. Đúng. Cái gì mà... Tí sai, tí bảo còn 2 quả sai. Đúng. 2 quả đúng hay chứ nhỉ? Đi ra đúng. Điêu đáp án. Đúng 2 quả, là... chỉ có 2 quả chứ. Đi nhá, trên bàn có 3 quả. Bạn lấy đi 2 quả, hỏi bạn có bao nhiêu quả không? Vẫn là 3 quả. 2 quả đúng rồi. Đề nghị Duy Anh. Không. Đề nghị Duy Anh câu này, Duy Anh bị lỗi hay sao rồi? Trên bàn có 2 quả. Hỏi bạn có bao nhiêu quả táo? Thế đây chị Giang giải thích. Đi không? Trên bàn có 3 quả. Ba quả đấy có thể không lại không phải của mình. Mình lấy đi 2 quả. Mình lấy đi 2 quả thì mình có 2 quả. Anh lại lươn rồi. Trước Duy Anh bảo là không còn quả nào. Rồi giờ Duy Anh bảo là còn 2 quả. Đâu? Sai quá sai. Đâu? Cô giơ tay. Anh giơ tay nghe đi.
từ chối. Rồi, cháu xin mời. Trên bàn có 3 quả táo mà lấy cháu lấy đi 2 quả thì tức là cháu sẽ có 2 quả táo. Đúng chưa? Rồi. Rồi hạ tay nhá. Không bảo sao? Vâng. Các bạn có xem nhé, có câu nào trả lời tí nhá. Có bạn Lý Tô ấy đây, chào Lý Tô tí. Câu hỏi thứ 14. Yeah. Cái gì mà bạn có khi bạn mong muốn chia sẻ với tôi, nhưng khi bạn đã chia sẻ, bạn không muốn nó. Bạn rửa lại gì cả? Có. Xin mời YouTube. Ai là YouTube hả Duy Anh? Dạ. Ai là YouTube hả anh? Hà Miu, Hà Duy Anh. Là anh ạ. À. Là anh ạ. Em đọc lại câu hỏi đi. Cái gì mà bạn có khi bạn mong muốn chia sẻ với tôi, nhưng khi bạn đã chia sẻ, bạn sẽ không có nó. À, cái điện thoại đúng không? Bí mật, bí mật. Mẹ phạm lỗi. Không, em sẽ dùng con dao này, em sẽ giết anh. Chuyển câu hỏi cho người khác. Được rồi. Vẫn khi mời người lùi bóc cổ. Người lùi bóc cổ ơi. Người lùi ơi. Đọc lại đi. Nó ác lắm. Cái gì mà bạn có khi bạn mong chia sẻ với tôi, nhưng khi bạn đã chia sẻ, bạn không cần nó. Câu trả lời của tôi là bí mật. Rồi à. Tôi thứ 15. Làm gì che được tất cả mọi người trên đời. Hãy gọi em, nếu không em sẽ dùng một con dao thật chỉ vàng này và một cái kiếm này và giết anh. Em sẽ chuyển sang phần thì thế là đầu tôn đức thắng nhỉ. Sợ quá hết hồn. Đâu đến em biết mà. Mời Nguyễn Lan Mai đi. Cô Kim Ngưu đi cô. Mời Nguyễn Lan Mai đi. Kim Ngưu đi, Kim Ngưu. Cháu xin mời. Mời Lan Mai. Lan Mai chưa trả lời câu hỏi nào. Lan Mai chưa trả lời thì mời Lan Mai đi. Cô nào? Nghe đâu. Màn gì che được tất cả mọi vật trên đời. Đồ cô Kim Ngưu để ra ông đầu. Nghe mấy mình mình quá. Tôi xin trả lời nhá, được không? Vâng à. Trả lời. Cháu mời bác. À. Màn đêm. Sai rồi. Sai rồi. Cô xin trả lời. Cô sai quả. Cô sai à? Vâng ạ. Cô nghĩ đúng không? Đúng. Cho cô trả lời, cho cô trả lời với. Vâng, cô trả lời đi. Trả lời đi ạ. Theo cô đấy là bí mật. Bí mật là có từ câu hỏi trước rồi ạ. Bí mật là câu hỏi trước mà. Câu hỏi sau là màn gì che được bóng đêm mà. Mấy đáp án của chú Nam đi. Ủa. Trả lời. Chị đấy. Là Ma Kingdom. Chú Nam ạ. Đúng rồi, đúng ạ. Vâng, chú đã trả lời rất chính xác. Ừ, cảm ơn, thầy quá. Mày mày thế. Được rồi. Tiếp theo. Câu thứ 17. Ai là thủ tướng của Việt Nam? A. Phạm Minh Chính. B. Nguyễn Xuân Phúc. Cái này cô biết. Cái này cô biết. Thế này để anh trả lời đi. Nhường trước mình. Nhường thôi.
pro đi. Nhường cho hai tín pro đi. Tín pro rồi. Hai tín nút trả lời gì? Hai tín nút. Mic lên trả lời nha, không trả lời nha. Đức Đan. Mời tôi sai rồi nhá. Được rồi, cái tên bây giờ sẽ quay trở lại với cụ Tùng Quê Tâm. Cụ Tùng Quê Tâm. Thế không trả lời nữa, nó xúc phạm người nghe. Ôi kìa, trông gớm quá cơ. Nó cầm dao nó đuổi cho bây giờ ấy. Cụ Tổ Quê Tâm. Ờ, bạn Kiên đang tham gia hai 10 bạn nào nhỉ? Câu hỏi tiếp theo sẽ mời em Xuân Mai. Xin mời Xuân Mai. Xin mời em Xuân Mai. Mai Tư Sang. Sao lại có Đức Đam là ai vậy? Đức Đam là Tí á. Ui, chết mất thôi Tí. Tí Tổ cứ lúc lại là cái này, lúc lại là cái kia. Hai tín nút cái gì? Được rồi, ai là thủ tướng của Việt Nam? A. Phạm Minh Chính, B. Nguyễn Xuân Phúc và C. Vũ Đức Đam. Câu này khó. Mời cô Hạnh đi ạ. Cô dễ biết lắm ạ. Cùng hỏi cô không biết. Cô ơi, cô câu này dễ lắm cô ơi. Cô phải xem thử sự không phải biết. Dễ được lắm ạ. Được rồi. Mẹ bảo là mưa 20 câu hỏi. Cháu xin mời đại gia Tiền Lẻ, bác Nguyễn Việt Anh. Okay, đại gia Tiền Lẻ. Con mà nó có làm gì đâu. Ok, làm lấy luôn. Tí tờ có mẹ mình ngồi đứng sau à? Lát lắm. Bây giờ là Phạm Minh Chính. Có à? Có mỗi mình tí tờ à? Có vẻ nhờ bác xem thời sự khá nhiều. Thế bác biết được. Anh bác không biết được. Đáng khen cho người xem là thực sự. Ai đấy? Bác về hay là Mỹ Hạnh? Thế bác trả lời đúng không? Bác trả lời lại đúng không ạ? Thủ tướng của Việt Nam bây giờ là Phạm Minh Chính. Ô, khổ hành thế nhỉ? Đúng ạ. Không. Đức Đan. Còn chủ tịch nước là Nguyễn Xuân Phúc. Ôi, chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng mà không hỏi cô Hạnh, cô Hạnh đang bảo là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cô ơi, câu hỏi thứ 18. Nước nào? Nguyễn Xuân Phúc mà. Câu hỏi thứ 18. Nước nào trong đây không thuộc châu Âu? Ở đâu lại? Em đang lát vậy em ạ, Nguyễn Xuân Phúc. Câu hỏi thứ 18. Nước nào trong đây không thuộc châu Âu? A. Đức, B. Bồ Đào Nha và C. Ai Cập. Ai Cập. Ai. Xin mời cụ Tổ Quế Tâm. Cụ Tổ Quế Tâm. Cụ Tổ Quế Tâm. Cụ ơi, Trịnh Văn Liêm đi. Cụ mời Trịnh Văn Liêm đi. Thế thì cháu xin mời bác. Bác tốt ạ. Bác bị bệnh tốt ạ. Bác bị bút được bác bị. Ok, thế là nước Ai Cập. Vâng, bác trả lời. Good. Giống bệnh gút của bác. Thế lại giống bệnh gút của bác. Bác bị gút ạ. Được rồi, đây là câu hỏi thứ 19. Nhật Bản có văn hóa gì nổi tiếng thế giới? A. Hoạt hình, B. Ẩm thực và C. Cả A và B đều đúng. Câu này sẽ dành cho Xuân Mai đi. Khách mời Xuân Mai. Rồi. Khách mời có ai đó ngồi máy tính sau lưng. Thủ tướng là Tí. Anh đọc lại câu hỏi được không ạ? Nhật Bản có văn hóa gì nổi tiếng thế giới? A. Hoạt hình, B. Ẩm thực, C cả A và B đều đúng. C cả A và B đều đúng. Được rồi, câu trả lời chính xác. Được, lạ gì? Rất thích mình. Cho trẻ em. Câu hỏi thứ 20. Game nào có số lượt tải nhiều nhất? A. Candy Crush Saga, B. Minecraft
và C plan vẽ zombie. Cái này mỗi nó biết. Thật. Tôi. Câu này gì? Như nào? Đúng game rồi. Rồi. Còn nghe tên game cũng biết cơ. Người lùn bóp cổ. Ờ, tôi xin trả lời câu hỏi đó chính là Minecraft. Ai tên là Roblox kìa? Minecraft. Ủa? Ai có câu trả lời khác không ạ? Miu. Điều. Nó Miu mà. Câu này Miu. Được rồi, em xin mời anh Trịnh Thành Nhân ạ. Anh nghĩ là cái trò chơi mà kiểu như là chơi zombie, Plan vs Zombie. Rồi, ai có câu trả lời khác không ạ? Ui, sai sai. Câu này khó lắm. Câu này ai mà không chơi game thì không biết được đâu. Mời rồi xem hai thằng gà xem trả lời được không nhá. Thằng gà là tí. Được rồi, trả lời đi. Trả lời. Đọc lại câu hỏi. Game nào có số lượt tải nhiều nhất? A. Candy Crush Saga, B. Minecraft và C. Plants vs Zombies. Cô nghĩ là Candy Crush Saga. Minecraft. Cô đã trả lời đúng rồi. Cô trả lời đúng à? Vâng ạ. Cô nghĩ thế, có thể đấy người lớn cũng chơi được. Vâng. Nên là mọi người cũng tải rất nhiều. Game đấy hơn 3 tỷ lượt tải cơ. Ờ, đúng rồi. Cô Hạnh trả lời đúng thì thưởng cho cô Hạnh đi. Cô Hạnh muốn thưởng gì ạ? Tất cả đều nổ một tràng pháo tay. Thế bác Việt, thấy đây bác Việt hài lòng chưa? Thế cho bác hỏi xem vào một câu nhé. Vâng ạ. Quốc gia nào trên thế giới nói tiếng Việt nhiều nhất? Khó thế, bác phải hỏi câu Việt hỏi khó. Hồ Chí Minh. Việt Nam, Hồ Chí Minh. Thầy giơ tay trả lời nhá. Câu này phải giơ tay đương trả lời, không được trả lời vừa. Không được trả lời đúng vừa. Kiên đi. Nhường cho Kiên đi. Kiên rồi, Câu này nhường cho Duy Anh trả lời đi. Duy Anh dẫn chương trình suốt rồi. Câu trả lời là tí tên là Mỹ. Việt Nam, Hồ Chí Minh. Việt Nam, Hồ Chí Minh. Cái gì đây? Mỹ? Mỹ là tiếng Việt. Tiểu Mỹ đấy. Rồi. Câu trả lời của bác xong rồi nhá. À, câu hỏi của bác xong rồi. Vâng ạ. Cái câu trả lời của Duy Anh, bác Việt có thấy đúng không? Đúng hay sai? Bác thấy câu trả lời của Duy Anh là đúng đấy. Câu trả lời của bác. Xin một chàng kho tay cho Duy Anh. Tiếp tục câu hỏi nhà ban tổ chức đâu nhỉ? Anh bật cam lên. Tiếp theo bạn nhân tiếp tục chương trình đi. Từ đã để xem hết câu hỏi chưa? Hết rồi ạ. 20 câu rồi. Vừa rồi là phần 20 câu hỏi của em Duy Anh. Sự bây giờ đã là thời gian rất là lâu rồi, hơi lâu một chút. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần vừa nãy là vẫn là phần của Tôn Đức Thắng nhưng mà sẽ nhường phần cho đầu cầu Nguyễn Khắc Nhu nhá. Đầu cầu Nguyễn Khắc Nhu có phần gì mới? Anh tớm sẽ tiếp tục các phần đấy thôi. Rồi, anh sẽ chuyển hot cho Tấm để cho Tấm chia sẻ màn hình. Rồi. Chị ơi, bác ngủ thật rồi chị ạ. Tiếp chương trình. À, bác ngủ thật rồi, hu hu. Tiếp tục làm một số hình ảnh về mâm cỗ của ngày Tết Trung Thu. Chúng ta sẽ đến một số hình ảnh về bánh Trung Thu.
có bánh trung thu hình con cá, bánh nướng hình con cá, có bánh dẻo, có bánh nướng thập cẩm. Cái bánh cuối cùng này thì sẽ dành cho Phương Hoa nói. Phương Hoa có thể cho chị biết đây là hình gì không? Hình bánh gì không? Mời Phương Hoa trả lời. Đó là bánh nướng nhân đậu xanh cộng tiền. Chúng ta sẽ cùng xem đáp án. Phương Hoa có thể giải thích tại sao lại có nguồn gốc cái bánh này? Ở đâu? Trên mạng. Thì hacker không vẽ lên màn hình, đề nghị xóa ngay lập tức. Tí xóa ngay lập tức. Phương Hoa nói lý do tại sao lại có cái hình này. Im im là to tiếng ba liên kia lên, con đang nhạc con không nghe thấy. Một cái bánh nướng đầy mùi tiền. Miu có thể trả lời lại đâu không? Chứ không nghe tiếng em nói gì cả. Đây là một cái bánh nướng đầy mùi tiền. Nhưng mà cái hình này ở đâu? Nguồn gốc? Trên mạng hả? Ok, sẽ sang phần tiếp theo. Cái này thì sẽ là video. Cái này chắc là của anh Tôm sẽ bật video. Come on.
ta vừa xem một video về múa lân với cái đoạn của đầu cầu Nguyễn Khắc Nhu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hay nhất và giải trí nhất, đó chính là đầu cầu Tôn Đức Thắng với phần trình diễn của em Nguyễn Duy Minh, phần thể hiện các bài hát về Trung Thu của em Nguyễn Duy Minh, tên gọi ở nhà là Bắp. Duy Anh vui lòng bật mic, Duy Anh vui lòng có thể bật mic được không? Này. Bắp đang ngủ. Em đang ngủ rồi ạ. Bắp ơi. Em đang ngủ thôi, để cho em ngủ. Bắp đang ngủ à? Bắp đang ngủ à? Anh Duy Anh hát phụ đi. Bắp ngoan thì hát đi. Có cần bắt nhiều không? Đâu. Em đâu hát. Như phải hát vì em, như không hát thì như phải hát. Em thu dưới các bạn. Ok, thu dưới các bạn được. Chị nhớ là hồi trước chị đến nhà em cho nên cũng đầy kiến đấy. Thôi đừng nói chuyện nữa, bây giờ phải bán chắc. Chắc không hát được không? 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 Vâng, bác hát đi ạ. Thế mọi người cùng hát cùng bác nhá. Thế Duy Anh hát bài lên một chút cũng được. Thôi ạ. Em không nhớ bài gì cả. Bác hát mà, bác đâu? Bác ngủ rồi. Bác ngủ nữa à? Bác ngủ rồi. Mọi người hát cùng bác nhá, Tôm. Rồi. Tôm bật nhạc bài đấy đi. Anh Tôm bật nhạc bài Chiếc Đèn Ông Sao đi. Bác hát theo lời nhá. Chiếc đèn ông sao sao đắm cánh tươi màu, con đầy rất dài con cào qua đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang, đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan. Tung dinh dinh tung 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 dinh dinh, để ánh sao vui chiếu sáng sáng người. Tung dinh 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 tung dinh dinh, ánh sao bạc hồ cả sáng nơi đời. Tung dinh dinh bảo gì? À, không. Không à? Rồi, thì bật bài hát. Đến tiết mục. Tiết mục nào? Phá cỗ rồi thì mong người cảm ơn mọi người đã tham gia. Cái tiết mục phá cỗ rồi thì mong mọi người đã tham gia. Bây giờ đến phần kết thúc nha. Phá cỗ. Con đây rất dài. Phá cỗ. Phá cỗ à? Bây giờ chúng ta cùng quay mâm cỗ của đầu cầu Nguyễn Khắc Nhu xem nào. What? Máy tính. Live stream đúng rồi. Ai biết được. Ơ kìa. Mời mâm cỗ kia đi. Rồi, ai có điện thoại thì quay mâm cỗ nhá. Đâu cũng. Đây, từ từ. Ok.
ok. À đấy rồi. Tám. Cô biết quay lại màn hình. Đầu tiên sẽ là mâm cỗ của của chú Nam. Ăn gần hết rồi. Bàn của chú Nam vừa rồi đó chính là một quả liệu. Tiếp theo sẽ là bàn của Nguyễn Thị Loan Mai. Tôi còn mất của chú một quả rồi. Bàn của Lê Ma... Bàn của Nguyễn Loan Mai gồm có xem. Bánh dẻo, bánh nướng, bưởi có quả thịt kìa, cánh ngà kìa, có quả thịt quay kìa, điều kiện, 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 điều tôi sẽ xem mâm cỗ nào. Khách mời đến được, khách mời. Vừa rồi là mâm cỗ của đầu cầu Nguyễn Khắc Nhu. Chúng ta sẽ đến với đầu cầu của Bác Việt. Đầu cầu Kim Ngưu. À chưa có đầu cầu của bác. Đây giờ đến cho bác đấy. Có cho một tiếp viên đây nào. Đâu cầu của bác đây nè. Bác quay lại để cháu nhìn thấy ạ. Đó là mì ý. Quả trứng. Trứng. Còn gì nữa không bác? Bác có một đĩa rồi. Bác không ăn được gì bởi vì bác bị đau răng tuần anh. À đâu, bác bị đau răng à? Hey, thiếu chất cồn thôi, thiếu chất cồn nữa. Ờ, thiếu chất cồn. Rồi. Đấy, thế còn... Đấy. Ôi. Cái đấy mới đau răng. Rồi. Rồi, tiếp theo là đầu cầu của Tí. Tí vui lòng tắt background được không? Để quay mâm cỗ. Rồi, Tí quay bàn bàn mâm cỗ xem nào. Của Tí có một cái hộp bánh trung thu. Còn gì nữa không em? Bánh trung thu, bánh nướng thập cẩm ấy. Còn gì nữa không hả em? Khoe thức ăn đồ uống cho mọi người xem. À bác Bình. Thế thôi à? Ok, mỗi bánh nướng rồi. Thế là nghèo nàn rồi. Rồi, còn đầu cầu gì khác không nhỉ? Đầu cầu nhà chú Nam có quả liệu. Đầu cầu của Tí có một bánh nướng. Đầu cầu của bác Việt có mì ý. Thế là à cầu hầu của Nguyễn. Đầu cầu của Tôn Đức Thắng. Duy Anh. Duy Anh khoe mâm cỗ cho anh xem nào. Ờ nhà em chế xong hết rồi ạ. Hả? Nhà em làm sao? Ê cỗ của đầu cầu chế xong rồi. À còn một nữa. À bưởi với cả roi với cả cái gì? Có hồng này, có quýt này. Hồng quýt. Cả hồng nữa. À, thế hoa quả. Còn Duy Anh thì em thích ăn bánh nướng bánh xèo. Em chỉ thích nhân tiền thôi. Rồi, đầu cầu của Duy Anh thì có gì không à? Duy Anh, hỏi lại xem nào, anh chưa nghe thấy. Nhà em hết rồi ạ. Chỉ mỗi đầu cầu của nhà mình là có rất nhiều bánh nướng, bánh dẻo, hoa quả, thịt quay, các kiểu. Đấy,
Vậy là đầu cầu Trịnh Văn Liêm của chúng ta là người được chiến thắng. Đấy, đầu cầu của nhà mình là người chiến thắng. Xin chúc mừng cho đầu cầu của Nguyễn Khắc Nhu. Một tràng vào tay cho đầu cầu của Nguyễn Khắc Nhu nào. Đây, có điều kiện. Rồi, hơi ít người giơ tay không sao. Rồi, và chúng ta sẽ đến với phần kết thúc. Đây là kết thúc chính thức nhá. Rồi, vậy là buổi trung thu của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn những người có góp mặt trong tổ chức trung thu online ngày hôm nay. Xin được cảm ơn đầu cầu Nguyễn Khắc Nhu, đó là đầu cầu của mình, đầu cầu Tôn Đức Thắng, đầu cầu Kim Nghiêu. Và đặc biệt hơn nữa là cảm ơn những khách mời. Cảm ơn Trịnh Văn Liêm, anh Nguyễn Việt, Nguyễn Lam Mai là người lớn, Lê Mỹ Hạnh, Nam Nguyễn đã là người lớn, còn gọi là người hỗ trợ cho tổ chức trung thu trong ngày hôm nay. Đây. Ok, như vậy là chúng ta đã kết thúc một buổi trung thu online. Và dự kiến là năm sau sẽ có thể là tổ chức trực tiếp. Còn nếu mà tình hình dịch bệnh gì mà phức tạp thì chúng ta sẽ tổ chức theo dạng trực tuyến. Đấy, nói như vậy thôi nhá. Ok, bác Việt và Bích ạ. Bác giơ tay mà chẳng gọi. Bác nói đi ạ. Ừ, bác giơ tay, bác chỉ phát biểu là rất cảm ơn là Tôm đã tổ chức buổi này, thi là đạt kết quả rất tốt, được chưa? Thế sau khi mà Tôm mà rời nhóm này thì lại giao quyền hot cho Ba Liêm chẳng hạn, để bác Ba Liêm với chú Nam ngồi uống bia uống rượu chém gió. Ý Tôm sao? Cháu nghĩ là bác Việt nói thế không hay đâu, vì là tổ chức trung thu là không được rượu bia mà. Không, bác rất là cảm ơn ban tổ chức rồi. Thì bây giờ giao lại cho thành nhân các bác, chứ không bác lại phải tổ chức nhóm khác cả. Rượu thì tổ chức ở nhóm nhậu nhẹt, còn đây là tổ chức trung thu, cho nên là đầu cầu của Kim Ngưu bị loại, bởi vì là có rượu mà, phá cố là có rượu. Tôm chưa hiểu ý bác. Cái đấy cháu phải hiểu chứ. Sau khi tổ chức xong thì mình rút ra, kệ cho chúng nó, muốn ở trong đấy nó làm gì thì làm. Phá cỗ thì tự do. Phá cỗ tự do đi. Chúng bác Liêm, bác Liêm lại gấu hứng lên, bác lại tặng mỗi người một bài harmonica là sao? Bác Liêm gấu hứng lại cho lại khúc tâm tình thì hạt định thì sao? Đấy. Cô Hạnh thì cô lại đang nhảy vào cho ta. Rồi, thôi được rồi. Nói chung là trung thu của chúng ta chỉ tạm dừng đến đây thôi. Và hẹn mọi người vào năm 2021 nhá. À, năm 2022 chứ. Nói chung là hơi muộn rồi. Bây giờ chúng ta phải kết thúc luôn. Bác Việt tắt mic. Cô Hạnh tắt mic. Có Trương Mỹ Hạnh ấy tắt mic. Và Nguyễn Duy Anh tắt mic để tránh làm ảnh hưởng đến người thuyết trình. Cả Ba Liêm tắt mic nhá. Bác Việt tắt mic. Rồi, như vậy buổi trung thu của chúng ta sẽ chỉ tạm dừng đến đây. Và bây giờ đã là 10 giờ 18 phút. Cho nên là hẹn gặp lại mọi người vào trung thu năm 2022 nhá. Rồi, tạm biệt mọi người.